chiều đây hàng xóm yên tĩnh nhỉ. Khi hàng xóm xung quanh yên tĩnh, thanh niên mở cửa ra xem khiến dân mạng rén ngang. Mới đây, một thanh niên sang chơi nhà bạn đã hết lời khen ngợi hàng xóm vô cùng văn minh. Ở từ sáng sớm đi tới trưa mà vẫn không thấy ai ồn ào hay phiền hà gì. Cho tới khi thanh niên mở cửa ra xem thử, định tìm một vài người đến nói chuyện thì mới gật gù xác nhận vị trí ngôi nhà hết sức đắc địa. Hàng xóm cực kỳ yên tĩnh, muốn nói chuyện được với hàng xóm cũng phải là người được chọn, phải có căn mới may mắn gặp được một người. Không những thế, gia chủ muốn được hàng xóm quấy rầy thì cũng phải đợi tới nửa đêm hay là ngày rằm mùng 1. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi rùng mình với view hạng sang của ngôi nhà. Nhìn xuôi ngó dọc đâu đâu cũng là những người văn minh, sống chan hòa gần gũi mà cực kỳ yên tĩnh. Một số bình luận được mọi người để lại: thà hàng xóm không nói năng gì chứ nói một tiếng là dọn nhà gấp. Ở nhà này mà có gánh mẹ một tháng không ai phàn nàn. Nhà mình chơi sao mà để hàng xóm cô lập không ai thèm qua lại thế nhỉ. Quả view triệu đô yên tĩnh, không khí trong lành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.